Chào. Chào các bạn. Nay chúng ta sẽ làm món tôm luộc trái dừa. Ra đi hái dừa nha các bạn. Cú máy đảo liên tục thôi. Cú máy đẹp. Cú máy mà nước nó phọt ra nó rất là đẹp. Quay cho cái bọn mà lâu la trên YouTube á, bọn ngồi phân phòng. Rồi. Chết rồi. Nãy giờ không bấm à? Rồi, hình như có lại cái làm sao, có lại sao, có làm phải diễn ra bây giờ chứ. Tôi tôm ra làm lại. Vui vậy. Ôi, đây là tôm xong nha các bạn. Con này có trứng này. Nào. Rồi, bỏ vô. Tôm còn nhảy đánh đá chứ. Đó, thấy không, còn nhảy đó mình. Rồi, đậy nắp lại nướng thôi. Bây giờ quay đi.
mình quay liên tục rồi mình về mình tự mình ngắt cảnh đúng không? Dài dài á. Ừ, mình về mình sẽ ngắt cảnh mình tự dựng không? Quay mỗi cái vậy quay có thể 20 giây á, 20 giây gì vậy? Có. Gấu dừa bỏ vô chạy quay bên cạnh con vịt này là hôm bữa mình mua về để nhấp ổ cá lóc này các bạn, nhấp rồng rồng, có bầy rồng rồng để nhấp cá lóc mẹ mà nhấp không được, để thì nó lớn vậy đó. Dài nha các bạn.
con nào ăn ăn con đó luôn. Là sau gần tiếng đồng hồ nướng là chín rồi nha các bạn. Này tôm, con tôm trứng hồi nãy này, ô luộc lên nó khói màu kỳ vậy, màu tím tím nè. Rồi này, trong này còn có 3 con nữa nha các bạn. Hãy quất tiếp tục. Bắt đầu nè các bạn. Ngon quá. Ngọt rất là. Tôm luộc chưa này? Tôm luộc nướng dừa. Đi chơi. Chơi đâu con? Đi rửa đi, xong rồi đi chơi. Cái thịt con tôm nó ngọt, có cái mùi thơm của nước dừa. Nhờ có một điều là nướng nó hơi lâu các bạn, nãy giờ nướng người ta gần cả tiếng đồng hồ rồi nè. Chúng ta bếp củi mới chịu được cái phần của những người dạng tham nhiều nhiều á, mới chịu được. Tốt nhất là có nấu dừa thôi. Cuối tuần làm món vậy lai đai cũng được, cũng ngon đã. Ơi quay lại đây, buổi chiều yên bình lắm các bạn. Đây là ở quê mà. Có cây mai đó, tới mùng Tết nó đổ vàng cả một gốc xanh đó các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha.